Kinh văn. Bấy giờ A Nan cùng đại chúng đều nghe các đức Như Lai trong mười phương nhiều như vi trần đồng thanh bảo A Nan rằng: giảng giải. Bấy giờ A Nan cùng đại chúng, chư vị đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỷ Khưu đều nghe các đức Như Lai trong mười phương nhiều như vi trần. Tất cả các vị này đã đồng nhất thành một, mỗi người là một phần của toàn thể. Cùng lúc họ đều nghe Đức Như Lai đồng thanh bảo A Nan rằng: dù do nhiều vị nói, nhưng âm thanh là đồng nhất. Những điều các ngài nói không phải chỉ dành cho A Nan, mà còn dành cho quý vị, cho tôi và cho những ai hôm nay đang nghe giảng kinh. Lời chỉ dạy này là phần rất quan trọng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nó liên quan với một điểm then chốt: vấn đề luân hồi sinh tử. Nếu quý vị hiểu được chương này, thì quý vị có thể nhanh chóng chấm dứt luân hồi sanh tử. Nếu quý vị chưa thể hiểu được, thì phải có gấp đôi nỗ lực và tinh tấn trong việc tu học. Kinh văn. Hay thay A Nan, ông muốn biết câu sinh vô minh là đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải là cái gì khác. Giảng giải. Những lời này làm cho vấn đề trở nên hoàn toàn rõ ràng như pha lê. Thật đơn giản vì nó vốn như vậy. Nếu bây giờ quý vị thật sự hiểu được, quý vị sẽ được giải thoát ngay tức khắc. Nếu quý vị chưa hiểu được thì phải tham cứu thật kỹ. Chư Phật Như Lai khắp mười phương nhiều như vi trần đồng thanh giảng nói cho A Nan. Đầu tiên hết là tán thán A Nan. Hay thay A Nan, như cách người ta hay khuyến khích trẻ con là đứa bé ngoan, con rất giỏi, con thật thông minh. Trước tiên đó là cách khen và khuyến khích để gây sự chú ý. Và khi đã có sự chú tâm rồi thì chư Phật mới tuyên bày nghĩa chân thật: A Nan, ông rất thông minh vì ông muốn biết câu sinh vô minh. Ông muốn nhận biết những đạo lý chân thật về vô minh vốn đã có trong ông từ khi vừa mới sanh ra. Đó cũng chính là nói đến câu sanh vô minh. Nó chính là đầu mối khiến ông phải luân hồi sanh tử trong sáu nẻo luân hồi, bập bềnh lên xuống. Vừa sinh ra ở đây lại chết đi ở chỗ kia, rồi lại sinh ra, rồi lại chết đi ở một nơi khác. Trong đời này có thể sinh làm người Tây Phương, nhưng đời sau lại sinh làm người Trung Hoa, rồi đời sau là người Nhật Bản, rồi trong đời khác là người Ấn Độ, và đời sau nữa là người Ấn Độ, đời sau nữa là người Phi Châu. Ai là tác nhân để đưa quý vị ra đời như vậy? Ai có thể biết để báo cho người khác rằng mình sẽ là người Nhật Bản trong đời sau? Ai có thể nói cho người khác rằng mình sẽ là người Trung Hoa? Ai có thể biết để báo cho người khác rằng mình sẽ là người Đông Phương hay Tây Phương, hay là người miền Bắc hoặc miền Nam? Chẳng có gì khác ngoài câu sinh vô minh của quý vị làm được việc ấy. Vì có vô minh nên người ta khởi lên si mê, và do có si mê nên tạo ra nghiệp. Do tạo nghiệp nên phải chịu quả báo. Chẳng hạn, trong đời này tôi phải đi Phi Châu, có rất nhiều kim cương ở đó, ở bờ biển vàng, có nhiều của cải hơn ở Mỹ. Ở đó vẫn chưa ai khai quật, tôi sẽ đến đó để đầu tư, tôi sẽ giàu có, phải không? Tôi sẽ là người giàu có nhất thế giới. Từ suy nghĩ hư vọng đó mà quý vị tạo nên chuyến đi hư vọng và chấm dứt ở Phi Châu để phát triển bờ biển vàng và tìm kiếm kim cương. Những ai thích châu Mỹ sẽ đi đến châu Mỹ, những ai thích châu Úc sẽ đến châu Úc, những ai thích châu Âu sẽ đến châu Âu, những ai thích châu Á sẽ đến châu Á. Đó là tùy vào quý vị.
Bất kỳ quý vị tạo nghiệp gì, quý vị phải nhận lãnh quả báo ấy. Quý vị đến đó với tư cách là con người, và một khi đã đến nơi rồi thì quý vị không còn biết điều gì đã xảy ra. Và thế là quý vị không biết là sắp đến mình sẽ hướng đến điều gì. Giấc mộng làm giàu đã tiêu tan, nhưng quý vị vẫn chưa thức tỉnh. Thật là đáng thương xót phải không? Giấc mộng làm giàu không bao giờ chấm dứt. Đến lúc sắp chết, việc tìm kiếm kim cương chưa xong, nhưng mạng sống đã kiệt cùng. Nó chính là sáu căn của ông, chứ không phải là cái gì khác. Cội gốc của luân hồi sinh tử trở nên kết thắt lại thành nút, mà từ đó quý vị không thể nào thoát ra được. Đó là cái gì? Chẳng gì khác hơn chính là trò lừa dối của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị. Sáu cái này khiến cho quý vị phải sinh ra và chết đi. Quý vị có biết điều ấy không? Chẳng có ai khác chịu trách nhiệm cả. Điều gì khiến cho chúng ta phải điên đảo? Sinh liên tục sinh, rồi tử tiếp nối tử. Đơn giản chính là sáu căn của mình. Sao vậy? Mắt thấy sắc trần, rồi bị xoay chuyển bởi chúng. Tai nghe âm thanh, rồi truy tìm theo chúng. Mũi ngửi mùi hương, rồi quyến luyến theo đó. Lưỡi nếm hương vị ngon, rồi tham đắm vào đó. Thân thích xúc chạm, rồi theo đuổi vật mà nó tiếp xúc. Tâm thức thích thú với pháp trần và truy đuổi theo đó. Hãy nói cho tôi biết, có bao nhiêu thứ mà quý vị hoàn toàn có? Rất nhiều. Đi theo sáu căn, quý vị trở nên bị phân thành sáu phần. Quý vị giống như một công ty có sáu doanh nghiệp, mà mỗi doanh nghiệp chiếm dụng một khoản tiền nhỏ cho đến khi công ty bị vỡ nợ. Thế nên công ty phải chết non, phá sản, sụp đổ, tiêu tan. Với số vốn nhỏ vừa mới bị mất, quý vị bối rối không biết mình sẽ đi đâu để mở công ty khác. Thế là quý vị đi khắp nơi để mở công ty mới. Và ở nơi mới, quý vị lại làm một việc như xưa. Sáu ông chủ trong các doanh nghiệp mới của họ mong rằng họ sẽ làm được việc tốt, nhưng rốt cuộc họ không làm được và công việc lại kết thúc. Đó là nơi phát sinh vấn đề luân hồi sinh tử. Trước đây trong kinh điển, Đức Phật đã khuyên rằng các ông chỉ cần không theo. Quý vị không nên theo tâm phân biệt. Quý vị không nên theo đuổi hoạt động của sáu căn, sáu trần, sáu thức, không đi theo chúng, quay hướng vào bờ. Khổ hải mang mang, quay đầu là bờ. Quay đầu lại là thấy bờ bến giác ngộ. Nếu quý vị không quay đầu thì càng bối rối. Quý vị càng dấn sâu vào mê muội. Dấn vào mê muội càng sâu, quý vị càng nhiều bối rối. Quý vị mắc nợ rất nhiều người, và tài khoản của quý vị không bao giờ quân bình. Nay quý vị đã nhận ra sáu căn, không nên nhận giặc làm con. Đừng xoay quanh trục sáu căn ấy nữa. Hãy quay trở lại, hãy trở về. Về đâu? Về giảng đường để nghe Phật Pháp. Kinh Văn. Ông cũng muốn biết vô thượng bồ đề khiến ông mau được giải thoát an lạc, vắng lặng diệu thường. Đó cũng chính là sáu căn của ông, chẳng phải gì khác. Giảng giải. Ngay trước đoạn kinh này, Kinh Văn nói rằng chính sáu căn là nguyên nhân khiến cho quý vị trải qua luân hồi sinh tử, khiến sinh khởi vô minh, tạo nghiệp và phải chịu quả báo. Nhưng quý vị không nên xem thường sáu căn. Quý vị không thể nói: mày là sáu thứ thật đáng ghét, ta sẽ móc mắt mình ra rồi quăng đi chỗ khác. Ta sẽ cắt bỏ hai lỗ tai và liền bỏ chúng đi. Ta sẽ cắt bỏ mũi và lưỡi mình. Đúng vậy, ta sẽ cắt thân ta thành từng phần và nghiền nát xương thịt làm thành một. Ta sẽ cắt tim ta thành từng miếng nhỏ rồi rải vào không gian, trả nó về cho hư không vô biên. Thái độ ấy cũng là một sai lầm.
người đã phát tâm tu đạo rồi, không nên khởi tâm căm giận. Dù mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không đối xử tốt đẹp với quý vị, giống như trong doanh nghiệp, chúng nó đều là những kẻ biển thủ, quý vị vẫn không được khử bỏ chúng. Tại sao lại không được làm như vậy? Bởi vì dù bây giờ chúng không được tốt, nhưng chúng sẽ giúp cho quý vị nếu chúng thay đổi. Nếu chúng không đóng vai kẻ biển thủ thì chúng sẽ giúp cho quý vị làm giàu. Đoạn kinh này nói rằng nếu quý vị trở nên giác ngộ, đạt được chân tánh diệu thường, an lạc và vắng lặng, đó chính là do sáu căn đem lại, chính là phải tri ân chúng đã làm nên việc ấy. Điều này cũng như ví dụ nước và băng. Nước có thể ở trong thể lỏng hay thể rắn, nó cũng có thể làm lợi ích hoặc gây tai họa cho con người. Thế nên quý vị không được nổi giận và không nên nói rằng ta không cần đến tai và mắt của mình nữa. Nếu quý vị không cần đến mắt nữa thì quý vị trở thành người mù. Nếu quý vị không cần đến tai mình nữa thì quý vị trở thành người điếc. Nếu quý vị không cần đến mũi mình nữa thì quý vị trở thành người kỳ dị. Nếu quý vị không cần đến lưỡi mình nữa thì quý vị chẳng nói được. Và nếu quý vị không cần đến thân mình nữa thì quý vị chẳng đạt được điều gì cả. Quý vị sẽ trở về lại với ngoan không. Quý vị cũng chẳng làm gì được nếu không có sự đào luyện tâm linh. Thế nên chư Phật trong mười phương nay đều nói với A Nan: ông cũng muốn biết phương pháp để mở các nút phải không? Quý vị hãy lưu ý rằng hai phẩm kinh này không phải chỉ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nói, mà chính là do chư Phật trong mười phương nhiều như vi trần vô lượng vô biên chư Phật nay cùng nói với A Nan. Rất tốt A Nan, ông là người thành tâm, ông thực là người chí thành trong tu tập, ông cũng muốn biết vô thượng Bồ Đề. Chữ Bồ Đề ở đây chỉ cho cái nhân của tu tập để được giác ngộ. Không nên hiểu là quả vị Bồ Đề trong trường hợp này có nghĩa là ông cũng muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề để đạt được quả vị Bồ Đề, khiến ông mau được giải thoát, an lạc, vắng lặng, diệu thường. Tôi cho rằng ở đây mọi người hiểu chữ mau là nhanh chóng thành Phật, càng sớm càng tốt. Bốn đức Niết Bàn được đề cập ở trong đoạn kinh này. An lạc là chân lạc, còn tự tại là đức tính của chân ngã. Nếu quý vị còn có một cái ngã thì quý vị không thể có được tự tại. Nếu quý vị muốn đạt được giải thoát, quý vị phải giải trừ cái ngã ấy. Vắng lặng biểu tượng cho chân tịnh, diệu thường biểu tượng cho chân thường. Đây là bốn đức Niết Bàn vô dư y, và cũng chính là sáu căn của ông, chẳng phải gì khác. A Nan, ông có nhận ra không? Nhưng sau khi chư Phật trong mười phương đã nói pháp này, A Nan vẫn chưa hiểu. Khi quý vị đang trong mê muội thì dù người khác có sáng suốt giảng bày, quý vị vẫn không thể nào tự mình sáng ra được. Thế thì nghĩa của nó như thế nào? Luân hồi sinh tử chính là do sáu căn gây ra, nhưng để tu tập giác ngộ giải thoát và chứng được đạo quả thì cũng từ sáu căn. Bằng cách nào mà sáu căn này được biểu hiện? Qua cái gì là tốt, qua cái gì là xấu? A Nan không hiểu, nhưng con người thì có thể gồm cả thiện lẫn ác. Ngày nay có người cảm thấy mình là thiện, muốn giúp đỡ mọi người. Tôi muốn giúp đỡ người nghèo. Anh ta nghĩ như vậy và lấy tiền của đem ra bố thí. Nhưng ngày hôm sau, anh ta bỏ ý nghĩ ấy. Ngày hôm qua, ta đã cho khá nhiều tiền. Hôm nay, ta không muốn phí phạt như vậy nữa. Ta sẽ dùng súng đi cướp của. Thế là anh ta trở thành người xấu. Cũng là anh ta, ai là người tạo việc ác, cũng chính là anh ta. Tôi muốn nhấn mạnh với quý vị rằng, chính con người trở thành ma quỷ, thì cũng chính con người ấy sẽ trở thành Phật.
vì phần lớn người Mỹ không tin vào ma quỷ. Thế tại sao ta trở thành ma quỷ dù mình không tin vào điều ấy? Vì tôi không phải tôi là ma quỷ, nên không thể nói về việc ấy. Nếu quý vị đã tin vào Đức Phật, thì quý vị cũng nên tin là có ma quỷ. Nói chung, Phật cũng từ ma quỷ mà có. Nếu quý vị làm việc thiện, thì quý vị sẽ trở thành Phật. Còn nếu quý vị làm việc ác, thì quý vị sẽ có kết quả là ma. Cùng một ẩn dụ như trên, sáu căn khiến cho quý vị phải chịu luân hồi sinh tử. Sáu căn cũng giúp cho mình chứng được đạo quả. Nếu không có ma quỷ thì chẳng có con người và cũng chẳng có Phật. Chẳng có gì hết thảy và thế giới sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Những ai nói rằng họ tin vào Phật mà không tin có ma quỷ là những người quá nông cạn. Nên dù Đức Phật có thị hiện trên đời thì Ngài cũng không thể nào giáo hóa họ được. Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển rõ ràng là có các loại ma quỷ. Tại sao quý vị không tin là có loại ấy? Quý vị có ý kiến rằng các tôn giáo khác cũng có nói về ma quỷ đấy thôi, nhưng quý vị lại không có quan điểm dứt khoát của chính mình là quý vị tin không có ma quỷ chỉ vì các tôn giáo khác nói như vậy. Nguyên nhân để các tôn giáo khác nói về ma quỷ là vì ma quỷ có thực. Chỉ với nguyên nhân quý vị không tin vào các tôn giáo khác, không có nghĩa là quý vị bác bỏ hết những điều chân thực trong học thuyết của họ, như sự tồn tại của các loài ma quỷ. Nhiều người nghĩ rằng mình thông minh, nhưng thực ra họ rất đần độn. Không phải chỉ vì họ không hiểu giáo pháp đạo Phật, mà vì họ không hiểu được sự tồn tại của con người. Thật đáng thương. Kinh văn: A Nan tuy nghe được pháp âm như vậy, nhưng tâm chưa rõ, cúi đầu bạch Phật: Tại sao chính sáu căn khiến cho con phải chịu luân hồi sinh tử, và cũng chính sáu căn khiến cho con được an lạc diệu thường chứ không là cái gì khác? Giảng giải: A Nan nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật trong mười phương nhiều như số vi trần đồng thanh nói rằng cội gốc của luân hồi sinh tử chính là sáu căn, và căn nguyên để có được tịnh lạc diệu thường cũng chính là do sáu căn chứ không phải là cái gì khác. Nhưng A Nan không hiểu. A Nan tuy nghe được pháp âm như vậy, A Nan nghe được pháp âm vi diệu bất khả tư nghị, nhưng tâm chưa rõ, và do tâm chưa thông nên cúi đầu bạch Phật. A Nan cúi đầu đảnh lễ Đức Phật: Tại sao chính sáu căn khiến cho con phải chịu luân hồi sinh tử, quay vòng mãi trong vòng sinh tử, và cũng chính sáu căn khiến cho con được an lạc diệu thường? A Nan đề cập đến cả hai vấn đề thường và lạc, chứ không là cái gì khác. Con không hiểu nguyên lý này. Kinh văn: Đức Phật bảo A Nan: Căn và trần đồng một gốc, trói và mở chẳng phải là hai. Bản tính của thức là hư vọng, như hoa đốm giữa hư không. Giảng giải: Đức Phật bảo A Nan: Căn và trần đồng một gốc, sáu căn, sáu trần, sáu thức đều có cùng một gốc. Nếu không có sáu căn sẽ không có sáu trần, nếu không có sáu trần sẽ không có sáu thức. Cả ba là một, một là ba. Trói và mở chẳng phải hai. Trói chỉ cho nút buộc, mở chỉ cho sự gỡ nút. Hai việc này là chẳng phải hai. Bất nhị, không có sự khác biệt nào cơ bản giữa chúng. Trói là mở, mở là trói. Khi quý vị chưa thông hiểu thì đó là trói. Khi quý vị đã hiểu rồi thì đó là giải thoát, là các nút đã được gỡ ra. Tất cả đều tùy vào khả năng của quý vị. Bản tính của thức là hư vọng, bản tính của sáu thức là không có thể tướng nhất định, như hoa đốm giữa hư không. Quý vị có còn nhớ người bị bệnh nhậm mắt không? Do nhìn lâu mà hóa ra bị mỏi mắt,
và thấy có các hoa dạng lạ kỳ trong hư không. Chính nó hoàn toàn không có thực, có thấy cái gì đẹp cũng hóa thành xấu. Tương tự như vậy, con người có thể vừa thiện vừa ác. Dù thiện và ác là hai từ khác nhau, nhưng đều chỉ chung cho một người. Kinh văn A Nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết của căn, nhân các căn mà có tướng của trần, tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. Giảng giải. A Nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết của căn, tri thức phân biệt sinh khởi là do sáu trần, nhân các căn mà có tướng của trần, tướng của sáu trần sinh khởi là do ở sáu căn. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. Kiến phần ở đây là chỉ cho trần, đối tượng của cái biết. Như đã được đề cập trước tiên, cả tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính. Tướng biểu hiện ra chỉ vì do sáu căn hiệp với sáu trần, do vì điều ấy không thực, nó hoàn toàn là hư vọng. Kiến cũng là hư vọng, nó như bó lau tựa vào nhau. Các bó lau ở đây chỉ cho một căn gốc chung, từ đó mà hai cọng lau mọc lên. Nó chỉ có thể đứng được nếu chúng là hai, một cọng sẽ rơi nếu cọng kia ngã xuống. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng tương tự như vậy. Căn và trần phải cùng tác dụng lẫn nhau để tạo nên sáu thức, chỉ riêng một thứ sẽ không đứng vững được. Một ẩn dụ khác nữa, bó lau ví như cái hố sâu, nên khi nhìn xuống dường như có gì ở trong đó, nhưng trong đó hoàn toàn chẳng có gì cả. Điều ấy biểu tượng cho tính chất hư vọng của sáu căn và sáu trần. Kinh văn: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến lập nên tướng tri kiến, đó tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn, làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Giảng giải: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến lập nên tướng tri kiến, các ông lập nên một tri kiến khác trên cái tri kiến vốn đã là hư vọng, đó tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Ông đã nhận ra rằng tri kiến của mình vốn là không có tự thể, thế nên ông không khởi một niệm tưởng nào căn cứ trên tri kiến ấy. Ngay trong tri kiến ấy mà không khởi một niệm tưởng phân biệt nào, chính là tương ưng với đạo, đó chính là niết bàn vô lậu chân tịnh, làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Trong chỗ vắng bạc tri kiến làm sao còn dung chứa một thứ gì khác? Nơi ấy chính là bản nguyên thanh tịnh pháp giới. Tại sao ông lại muốn đưa thêm một thứ gì nữa vào trong đó? Tại sao lại chồng thêm tri kiến lên trên tri kiến? Nguyên lý này cũng như trong đoạn kinh trước đã nói, bản giác vốn là diệu minh, nhưng hư vọng nên thành minh giác. Ha ha ha, 问什么的说呵。